Rồi sáng giờ mình xử lý mấy cái chàm nghiêng ra hàm. Sớm giờ xử lý được 3 cây à. Đây. Đấy, nó nghiêng xuống hầm nè. Độ nghiêng cao luôn á. Mà sáng giờ xử lý mới được có 3 cây à. Đông lại gì? Đấy. 6 cây là làm được 3 cây à, còn 3 cây nữa. Đây độ nghiêng cao. Rồi, làm từ từ đi lên em xử lý đó. Mấy chầm lai này cái vỏ nó dày nó cũng đỡ thì nó khỏe, không như chầm gặt vỏ rất mỏng. Sớm giờ xử lý cây nghiêng gì không á. Cây lớn hai cây nhỏ. Kiến đấy. Đây. Kiến vàng nó cắn. Độ nghiêng cao mình làm dây mình quay vô hết à. Quay cây nằm xuôi hết. Đấy. Cắt mình bỏ củi hết à. Treo vô lâu. Đầu lên đọt à, bữa nay ông chủ ông sợp quá luôn rồi, ông chơi nguyên đọt rất hàm bỏ luôn à, làm dây mình quất nguyên đọt bỏ luôn
Hôm nay bữa nay cho thoải mái đi. Hả? À, mình rửa cho an toàn mình trước ha. Rồi, quất. Rồi, một cái đọt cao chót vót rồi. À, này mình bắt đầu mình treo dây cho ba vào trong luôn. Mồi cũng dây vịt phụ thêm cho nó lẹ. Ê, ngày thế được, có được rồi. Ním bông dây này gịch ra coi. Dây trắng này gịch về hướng này nè. Buông luôn. Quá đẹp. Quá im bầu ơi. Rồi, đâu mình cột quay cây này luôn. À, cây này hơi nghiêng nhiều quá. Nghiêng nhiều chứ nó hơi lớn. Treo 3 dây, đi 3 hướng. Cho nó giảm tốc độ quay lại. Đấy. Ui, thật kêu không né, mũi cưa nó quất cái đầu bây giờ. Rồi né này luôn à. Né này luôn à. Đi ra đi mà kêu vô hả vô đi. Đây, xử lý 3 dây đi 3 hướng. Cục y gan gây vô cục đình vậy đó. Rồi, bắt đầu mình tiến hành cái gốc. Chàm hơi khó cưa chút. Oh.
ơi, từ từ mập. Từ mập. Rồi xả mập. Xả từ mập. Ê đưa quà thâu vô. Ê vậy con lấy gà anh quà thâu vô lại đi. Để em dây cuốn mập đứt vậy. Thao tác cho lẹ làng cái coi. Rút đâu? Tay hả? Làm gì đâu, giống con mò trời kìa. Cầm 20 giây rút vô coi. Ba chai làm con dây thứ gớm trời. Thả mập để đứt dây mập. Thả cái thả luôn mập, thả mập. Đứng. Thả nè, thả nha, thả. Đây, thả. Dây đánh hay gì? Ở dưới. Rồi. Vô mé rồi. An toàn. Ừ. Rồi, hạ cánh an toàn. Cây to nha. Đó. Cây lớn cây à. Rồi, xong. Sáng giờ thì làm mấy cây cũng lớn cũng nghiêng vậy mà cũng an toàn. Có cây này một gốc. Cây này cây lớn nữa nè. Đây còn cây nghiêng nữa. Đây. Chính xác. Chắc hay làm. Hả?